Đây là bức ảnh nổi tiếng bộ đội sư đoàn 10, quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất do nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành ghi lại được ngay thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không chỉ là tác phẩm đã mang lại cho ông nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng với hơn 1.000 bức hình khác được nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành chụp trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tất cả cho đến ngày hôm nay đều đã trở thành một kho tư liệu ảnh quý giá của dân tộc. Tôi chạy vào đường băng thì tôi thấy các cái chiến sĩ này đang băng qua chuẩn bị băng qua cái chỗ tôi đang đứng. Khi mà các anh đi qua, chạy qua thì tôi cứ để cho nó tự nhiên mà tôi bấm, chứ tôi không có ý kiến gì cả. Vì các anh đang đuổi địch ở trong sân bay mà. Thì tôi bấm, lúc bây giờ thì cái máy ảnh của tôi nó không giống bây giờ. Cái máy ảnh nó không hiện đại như bây giờ đâu. Thế nhưng mà vốn là cái người làm báo cũng có một chút kinh nghiệm, cho nên là tôi chụp liên tục một cái máy ở Rolleiflex của Tế Đức ấy. Tôi chụp liền một lúc 12 kiểu phim. Vốn là một nhà báo chiến trường sông sáo của Thông tấn xã Việt Nam, do vậy suốt trong quá trình đi tác nghiệp tại các trận địa, mặc cho mưa bom bão đạn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành vẫn luôn kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ để có thể chụp được những khoảnh khắc quý giá. Tôi có cái may mắn là được tham gia vào cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đấy là cũng là trách nhiệm của một người làm báo khi đó. Ở riêng với tôi thì luôn luôn nghĩ về cái hình ảnh của mình chụp, làm sao nó làm mỗi một người xem ảnh đều cảm thấy có lòng tự hào của dân tộc của mình, về cái chiến tranh vệ quốc của chúng ta. Chính vì thế nên là trong quá trình chụp tôi không sợ hy sinh gian khổ. Tôi chỉ nghĩ xem là cái ảnh của mình chụp có đạt được những cái yêu cầu cần thiết để tác động đến mọi người khi xem những cái ảnh chiến thắng của mình không. Đã 49 năm trôi qua, kể từ ngày cả nước vang khúc khải hoàn, non sông nối liền một dài, biết bao bài thơ, bản nhạc, bức ảnh đã được ra đời, đồng hành cùng dân tộc, trở thành những tác phẩm đi cùng năm tháng. Đó không chỉ là động lực để các văn nghệ sĩ, chiến sĩ nước nhà tiếp tục sáng tạo và cống hiến, mà qua đây còn bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.